đến là 6 giờ giờ đi này bây giờ, giờ đi này đi từ Hà Nội này đúng không Hải Dương là 7 giờ 20 7 giờ 20. đúng không 6 giờ không? đến 7 giờ 20 ừ, một tiếng dạ như vậy là lớp chúng ta là có có bạn học sinh là tranh thủ học một lúc mấy môn luôn đúng không? học ở mấy mấy thầy cô luôn ạ, à? à, hay là hay là bố mẹ đang uh, đang hướng dẫn con ạ. À? <laughs> OK, <cười> dạ. À, đầu tiên là thầy uh, xin chào uh, tất cả các con, tất cả các ba bạn của uh, lớp 6A2, 6A21 online và offline ạ, à. đúng không ạ? thì uh, đầu tiên là thầy xin uh, chào gửi lời chào tới các con bây giờ thầy xin phép là thầy sẽ chia sẻ màn hình trước đã nhé ok ạ à, dạ chắc các con đã nhìn thấy rõ màn hình chia sẻ của thầy rồi rồi thì hôm nay là buổi đầu tiên của chúng ta thầy được gặp mặt các con trong cái buổi học rèn luyện bài tập hàng tuần của các bạn lớp 6 a 2 đúng không ạ vậy thì ở cái buổi học đầu tiên này này trước hết thì thầy xin tự giới thiệu về bản thân của mình À, thứ nhất là thầy thì thầy tên là phạm anh tuấn à, năm nay thì thầy được sư phụ nghĩa à, giao nhiệm vụ cho là hỗ trợ cho các con rèn luyện trong cái buổi bài tập hàng tuần à, thì à, cái buổi bài tập của chúng ta ấy thì diễn ra hàng tuần là vào tối ngày thứ hai đều không ạ tối ngày thứ hai và tối ngày thứ ba thì là tương ứng cho các bạn lớp 6A2, 6A22 còn chúng ta là lớp 6A21 vậy thì các con nhớ nhá à, vì là chương trình của À, hai lớp là tương đương nhau nên trong trường hợp mà các con chẳng may có việc gì đó mà bị bận à, hoặc là hôm đó là nhà con nhà các con có um, tổ chức uh, liên hoan chẳng hạn mà trùng vào cái buổi học của chúng ta thì các con cứ thoải mái có thể chuyển sang cái buổi học tối ngày thứ ba được không ạ? Các con nhớ nhá, đấy là cái việc mà chúng ta linh động trong cái việc gọi là đổi buổi học vì là kiến thức thì tương đương nhau được không ạ? Vậy thì à, năm học này của chúng ta ấy thì các con sẽ được học một cái buổi trực tiếp với sư phụ nghĩa ở tại trụ sở của tập đoàn là ở ngõ 10 và ngõ 12 của ngô quyền hà đông hà nội đúng không? Thế còn cái buổi còn lại là buổi bài tập ý, thì thầy sẽ được giao nhiệm vụ là phụ trách cái buổi đó. Vậy thì trước hết là thầy xin chúc các con sức khỏe, học tập thật tốt, ngoan ngoãn vâng lời ông bà cha mẹ. Bên cạnh đấy thì thầy mong muốn là trong cái năm học năm học 2022-2023 này này thì tất cả các con hãy cùng thầy chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực để đạt được một cái kết quả tốt nhất trong năm học này được không ạ? Thế thì ở chương trình toán 6 của các con ấy, ở cái buổi học hôm trước của sư phụ nghĩa đó là buổi lý thuyết thì sư phụ nghĩa cũng có chia sẻ với thầy là đã uh, giới thiệu với cho các con về khái niệm thế nào là một tập hợp và uh, các cái kiến thức xoay quanh uh, tập hợp ví dụ như là cách biểu diễn một tập hợp uh, tập hợp thì nó có các cái mối liên hệ giữa các phần tử nằm trong một tập hợp và sự liên hệ giữa các tập hợp với tập hợp với nhau đồng ý không ạ vậy thì các cái kiến thức đó ấy, là các kiến thức mà đây chính là nội dung đầu tiên của các con khi các con bắt đầu học vào chương trình toán 6 ở trên chương chương trình trung học cơ sở Được không ạ vậy thì hôm nay trong cái buổi học hôm nay của chúng ta ấy thì thầy sẽ thứ nhất là thầy sẽ nhắc lại một chút về cái kiến thức về tập hợp thứ hai là chúng ta sẽ rèn luyện một một số những cái bài tập kiến có cái nội dung là khá là cơ bản để các con làm quen thế nào là tập hợp và các cái bài tập liên quan về cái kiến thức về tập hợp này được không ạ? Thế thì trước khi vào bắt tay vào cái việc học ấy thì thầy cũng muốn thông qua các con gửi tới các con một chút những cái yêu cầu nhỏ về nội quy về cái việc học của chúng ta thứ nhất lớp học của chúng ta là lớp học online ấy. À, nó có khác đưa một số các cái tiêu chí đối với lớp học offline của sư phụ nghĩa tuy nhiên là một số những cái quy định cơ bản thì các con cần vẫn phải cái duy trì giúp cho thầy nhé thứ nhất là chúng ta cần phải vào học đúng giờ việc vào học đúng giờ ấy thì có nghĩa là như nào lớp chúng ta là bắt đầu giờ học từ lúc 8 giờ 15 phút thì các con cần phải đăng nhập vào lớp sớm hơn tối thiểu là 5 phút cho thầy được không ạ tối thiểu là 5 phút bên cạnh đó thì cái uh, buổi học của chúng ta ấy, thì các con cần phải chuẩn bị một quyền vở khác so với quyền vở của sư phụ nghĩa uh, ở buổi học của sư phụ nghĩa đó là quyền lý thuyết còn buổi học hôm nay của chúng ta là rèn luyện bài tập các con nhớ nhé uh, hàng tuần thì chúng ta sẽ rèn luyện bài tập vào buổi bài tập và có một phiếu bài tập thầy sẽ là người gửi tới các con và phiếu bài tập này các con sẽ được làm trong thời gian là một tuần bắt đầu từ ngày giao cho tới hết hạn một một tuần thì các con cần phải nộp cho thầy bằng cách là các con có thể chụp ảnh hoặc là sử dụng một cái phần mềm là scan lại cái vở ghi của các con để uh, uh, gửi file cho thầy. Thứ nhất là thầy sẽ có thể chấm điểm và giúp thông báo cho bố mẹ của các con về điểm số của các con trong cái việc rèn luyện trong tuần học vừa rồi được chưa ạ bên cạnh đó ấy, thì uh, những cái bài nào của các bạn mà có thể là các con uh, trình bày chưa được tốt hoặc làm chưa được chính xác thì thầy sẽ chữa vào đó và thầy gửi lại cho các uh, bạn để các bạn rút kinh nghiệm đấy, đấy chính là cái tác dụng chính của cái việc mà các con làm bài tập hàng tuần sau đó là gửi cho thầy thầy sẽ giúp cho các con nhận diện ra được là uh, những cái chỗ nào mà chúng ta cần phải uh, viết lại cần phải chỉnh sửa lại để đúng với kiến thức và đúng với cái cách thức trình bày của các bài, được không ạ? OK nhá. Đấy, đấy chính là những cái uh, yêu cầu đầu tiên. Thế còn bên cạnh đó thì trong buổi học ấy, thì uh, thầy yêu cầu các bạn như sau. Uh, cả lớp chúng ta, các con hãy bật cam lên cho thầy nhá. Không một bạn nào là được tắt cam cả. Tất cả các thành viên trong lớp đều phải bật cam. Cái việc bật cam này thì uh, thứ nhất là đấy là nhiệm vụ của các con. Là một người học sinh ấy, thì cần phải bật cam lên để thầy giáo của mình có thể nhìn nhận được là các con đang tham gia trong lớp học của chúng ta thứ hai là đấy cũng là cái 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 gọi là cái trách nhiệm của bản thân các con đó là gì thể hiện khẳng định là mình đang là thành viên trong lớp và gắn liền với cái việc đấy thì các con có thể trực tiếp tương tác hỏi thầy bất cứ điều gì khi mà các con nghe giảng mà các con chưa thật sự là hiểu kỹ cái vấn đề thầy đang trình bày được không ạ à, ok rồi có bạn mạnh hùng có chia sẻ cho thầy là máy của bạn là đang bị hỏng mic và hỏng cam Ồ, oh, căng quá nhở Nếu trong trường hợp mà hỏng mic với hỏng cam thì hơi khó nhở à, Hỏng mực cam ấy thì thầy sẽ không thể nào mà quan sát được các con Thế còn mic mà hỏng thì lại các con không thể tương tác lại được với thầy Vậy thì là hơi hơi bị khó đấy Cái việc này nó sẽ làm cho cái việc học của chúng ta sẽ bị giảm đi cái hiệu quả Đúng không ạ? Thế thì như thế này nhá Thứ nhất là thầy yêu cầu tất cả các bạn trong lớp phải bật cam lên Thế còn trong trường hợp mà hôm nay buổi học hôm nay ấy, là có bạn mạnh hùng là đang hiện tại đang bị hỏng mất uh, cái camera của bạn thì thầy đồng ý là trong buổi hôm nay những bạn nào mà hiện tại đang bị hỏng thì có thể không bật ngày hôm nay nhưng từ buổi sau ấy là các con tất cả phải bật cam lên cho thầy nhé nhớ đấy tất cả phải bật cam bởi vì cái việc mà bật cam là hết sức quan trọng uh, mic thì các con phải cố gắng để uh, khắc phục cái sự cố đấy để có thể là À, bật mic lên và hỗ trợ thầy tương tác với thầy khi mà thầy đặt ra các câu hỏi dành cho các con được chưa nào ok thầy cảm ơn minh đức bạn minh đức có hỏi một câu hỏi là khi mà các con làm xong bài tập ấy thì các con sẽ nộp ở đâu thì thầy xin trả lời là là các con làm xong thì hãy gửi trực tiếp tới zalo cho thầy được không ạ zalo của thầy là đã có ở trên cái group của lớp chúng ta rồi đấy ạ đó là chính là theo số điện thoại của thầy các con nhé các con nhìn này thầy đã bật lên thì nó chính là cái đây ạ à, số điện thoại của thầy đây 0976 387 668 thì số zalo đây chính là số zalo của thầy thì các con hãy gửi trực tiếp cái bài làm của các con tới zalo cho thầy để thầy nhất và thầy sẽ chấm bài cho các con sửa bài nữa được không ạ nhớ nhá ok các con có thể là gửi lời kết bạn cho thầy uh, sau buổi học còn bây giờ là lúc chúng ta đang học thì chúng ta cũng chưa cần phải gửi kết bạn ngay. Dạ vâng. Con hỏi đi ạ. Con gửi thầy đồng ý đi thầy. À con gửi lời kết bạn cho thầy rồi dạ dạ vâng. <laughs> thầy thì thầy xin phép là thầy sẽ accept sau buổi học nhé con nhé. Đúng không ạ. Về về nguyên tắc là trong buổi học thì thầy sẽ không sử dụng số điện thoại. Cho nên là các con gửi lời kết bạn tới thầy thì các con cứ gửi cứ gửi luôn cũng được. Tuy nhiên là thầy xin phép là thầy sẽ accept vào sau buổi học được chưa ạ đồng ý không ạ ok nhá <laughs> rồi vậy thì với những cái mà yêu cầu của thầy vừa đưa ra cho lớp chúng ta ấy thì thấy tin là những cái đấy nó cũng là một cái yêu cầu rất là cơ bản của một cái lớp học thôi không có gì đặc biệt vậy thì bây giờ trước hết là thầy mong muốn là nhận lại được các cái sự phản hồi của các con đó là các con có mong muốn gì có nguyện vọng gì với những cái yêu cầu của thầy vừa đưa ra ấy, thì các con thấy có hợp lý hay không nếu cái yêu cầu nào mà không hợp lý các con hoàn toàn có thể đưa ra ý kiến và bảo là thầy ơi cái ý kiến này theo con là không hợp không ổn yêu cầu là thầy sửa lại được không? À, vậy đầu tiên thì đầu tiên thầy xin uh, uh, xin mời các con hãy thoải mái chia sẻ cái ý kiến của bản thân các con cho thầy ạ các con mong muốn điều gì năm học này các con có mong muốn là chúng ta phải học xuất sắc không để là ví dụ như là Năm nay là em mong muốn là em phải được làm lớp trưởng. Thế thì cái việc mà muốn làm lớp trưởng thì thì phải làm nào nhỉ? Đương nhiên là phải học tốt. Bên cạnh đó ấy, là các con cần phải có thêm một cái tố chất để quản lý nữa, đúng không? Tức là phải quản lý được các bạn thì như vậy thầy cô giáo mới yên tâm để giao cho cái cái nhiệm vụ lớp trưởng cho các con chứ, đúng không? Chứ còn nếu trong trường hợp mà bây giờ các con bản thân tố chất lãnh đạo tốt rồi. Tuy nhiên là môn toán, môn văn, môn tiếng Anh học lại chưa tốt không biết là nếu trong trường hợp như thế thì liệu khi mà các con ra lệnh cho các bạn liệu các bạn có 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 tâm phục khẩu phục không? À, theo ừ. các con thì liệu có ổn không? Theo thầy thì chắc là khó dạ. Các bạn sẽ bảo là bạn học chưa tốt thì làm sao mà bạn nói được tôi? Tôi sẽ không nghe bạn. Đấy. Như thế thì rõ ràng là rõ ràng là các con mong muốn là chúng ta đạt được kết quả tốt trong năm học này thì các con hãy cùng thầy nỗ lực hết sức nhá, Đúng không ạ? Thì bên cạnh cái việc mà các con học trong buổi học này nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ, làm bài tập hàng tuần thì nếu trong trường hợp các con gặp bất cứ khó khăn nào thì hãy nhắn tin đến Zalo của thầy, được không ạ? Nhắn tin đến Zalo của thầy nhá. Nếu trong trường hợp mà vấn đề hỏi các bài toán thì đương nhiên thầy sẽ phải là người hỗ trợ và trả lời các con ngay lập tức. Còn nếu trong trường hợp mà thầy đang dạy thì thầy xin phép thầy sẽ hỗ trợ các bạn sau buổi học của thầy, được không ạ? Thế còn nếu mà vấn đề về tài chính ấy, tài chính tức là các con đang chẳng hạn đi học các con gặp khó khăn tức là hôm nay lại uh, phải ăn sáng nhưng quên không mang tiền ấy thì cái vấn đề tài chính đấy thì các con hãy nhắn tin trực tiếp tới sư phụ nghĩa nhá. Sư phụ nghĩa là người mà xử lý các cái vấn đề về tiền bạc, tài chính, đúng không ạ? Còn thầy thì chỉ hỗ trợ các bạn về mặt kiến thức toán học mà thôi, được không ạ? Được chưa ạ? Rồi, vậy thì đấy là ở đầu buổi của chúng ta ấy thì thầy chia sẻ như vậy. Thầy xin mời các con hãy uh, có ý kiến gì có thể góp ý cho thầy được không ạ? Có bạn nào trong lớp có ý kiến gì góp ý cho thầy không ạ? <cười> 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 Chắc là là buổi đầu tiên nên các con vẫn còn vẫn còn hơi rụt rè một chút đúng không? Chưa tự tin lắm, ok. Rồi không sao hết. Thầy hy vọng là trong các buổi tiếp theo ấy, thầy với các con sẽ có được một cái không khí uh, có một cái không khí của buổi học nó thoải mái tâm lý cũng uh, thoải mái hơn giống như là chúng ta là bình thường là thầy trò nhưng bên cạnh đấy nó cũng giống như là những người bạn được không? cho nên các con cứ thoải mái chia sẻ nhá được chưa? OK vậy thì uh, ở cái buổi hôm nay ý, là các con chưa mạnh dạn chia sẻ những cái ý kiến của mình không sao hết hy vọng trong những buổi tiếp theo nếu mà các con có những cái gì mong muốn mà thầy uh, thực hiện thì các con hãy chia sẻ với thầy đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi học ngay bây giờ nhá Các con có đồng ý không ạ? Đã sẵn sàng chưa ạ? Cả lớp đã sẵn sàng chưa ạ? Nếu mà cả lớp sẵn sàng rồi các con cho thầy xin một cánh tay lên thanh chat nào. Hoặc là một cánh tay lên trên màn hình cũng được ạ. <laughs> ok, rồi thầy xin cảm ơn tất cả các con. Rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Ok, thầy cảm ơn Ngọc Toàn, thầy cảm ơn uh, Thiện Minh ạ, à. thầy cảm ơn tất cả các con. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái nội dung đầu tiên các con nhé. Cả lớp quan sát này. Thế thì ở cái bài đầu tiên của các con được làm quen với uh, sư phụ nghĩa ở cái buổi học trước ấy thì sư phụ nghĩa đã hướng dẫn cho các con giới thiệu cho các con thế nào là về một tập hợp rồi. Vậy thì thầy xin phép trình bày lại về cái định nghĩa về tập hợp một chút để các con uh, nhớ lại cái kiến thức của cái buổi học hôm trước. Thế thì nói đến tập hợp ấy thì các con được nhận diện là ở xung quanh chúng ta có rất nhiều các tập hợp Ví dụ như là tập hợp các bạn học sinh à, thuộc à, lớp 6A21 Lớp ON và lớp OFF của Tập đoàn Sư Phụ Nghĩa Đúng không ạ? Hay là à, tập hợp à, các cái bộ môn thể dục thể thao mà các con được học ở trong à, trường Ví dụ như là ở cấp độ tiểu học ấy Thì chắc là các con thấy biết được biết là Uh, ví dụ các con học trên trường sẽ là có cái môn ví dụ như là môn uh, các bạn nữ thì thường là thích các cái môn nhảy dây, đúng không ạ? Nhảy dây, uh, chơi uh, nhẹ nhàng, đúng không? Thế còn nếu bạn nam thì thích những bộ môn vận động hơn, ví dụ như là đá bóng này, uh, cầu lông này, bóng bàn này, vân vân, đúng không ạ? Vậy thì tập uh, tập hợp các bộ môn thể dục được học ở trường cấp 1 và trường cấp 2, đấy cũng chính là một tập hợp. Các con nhớ nhá. Đúng không ạ? Vậy thì uh, À, nói đến tập hợp ý, thì chúng ta cần phải nhớ đến đó là, là là một khái niệm mà được sử dụng trong toán học và người ta sẽ không định nghĩa được cái khái niệm này một cách rõ ràng. Các con nhớ nhé, sẽ không định nghĩa được khái niệm về tập hợp một cách rõ ràng. Tuy nhiên để định nghĩa về tập hợp thì người ta sẽ thông qua cách quan sát, cách hình thành thông qua các ví dụ, các sự vật, các hiện tượng để người ta khái quát lên tính chất của các cái yếu tố hay là các phần tử nằm trong một tập hợp. Thầy ví dụ như sau. Ở cấp 1 của chúng ta thì các con làm quen với các phép toán liên quan đến tập hợp số tự nhiên. Thực ra thì ở cấp 1 thì các con làm rất nhiều với số tự nhiên rồi nhưng chúng ta không được biết đó chính là tập hợp các số tự nhiên, đúng không ạ? Vậy thì số tự nhiên nhỏ nhất của chúng ta được làm quen đầu tiên ý, đó chính là số 0. Số 1, số 2, số 3, số 4, vân vân và các con nhớ nhé là không có số tự nhiên nào là lớn nhất, được không ạ? không có số tự nhiên nào lớn nhất. bên cạnh đó thì có một cái uh, tập hợp đó là các số tự nhiên nhưng mà người ta muốn loại bỏ đi cái số 0 thì người ta sẽ định nghĩa nó là tập hợp các số tự nhiên khác không và để ký hiệu thì thông thường người ta sẽ sử dụng một cái ký hiệu đó là chữ n viết hoa sau đó là có thêm một cái dấu sao bên cạnh các con có thể quan sát thấy được ở trên cái màn hình của thầy được không ạ đây ạ tập hợp các số tự nhiên thì là tập n được biểu diễn bằng là bằng mở ngoặc nhọn 0.1234 chấm 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 đóng ngoặc nhọn vậy thì các con ở thông qua cái ví dụ này này các con có thể quan sát được ngay nhé đó là để biểu diễn một tập hợp số tự nhiên thì chúng ta sẽ biểu diễn bằng cách sử dụng một chữ cái viết hoa đó là tập n dấu bằng và sau đó là mở ngoặc nhọn và kết thúc tập hợp là đóng ngoặc nhọn. Ở giữa cái ngoặc nhọn, hai cái ngoặc nhọn này này là chúng ta đưa các phần tử của một tập hợp đưa vào trong đó. Được không ạ? Vậy thì trong trường hợp này tập hợp số tự nhiên là bắt đầu từ số 0, 1, 2, 3, 4 tăng dần lên. Vậy tập hợp các số tự nhiên khác không? Đó chính là tập hợp số tự nhiên nhưng loại bỏ đi phần tử không và ta được cái tập N sao là như thế này. Được không các con? Ok chưa ạ? Bên cạnh đó thì các con uh, còn nhớ không ạ? ở dưới cấp 1 của chúng ta ấy, thầy xin hỏi một chút này, ôn tập lại kiến thức ở dưới cấp 1 một tí nhá. Các con còn nhớ là lý thuyết về cái dấu hiệu chia hết không ạ? cả lớp còn nhớ dấu hiệu chia hết không ạ? Có. Vậy thì, nói... ok. Vậy nói đến dấu hiệu chia hết ý, thì hình như là chúng ta có học chia hết cho hai này, cho ba này, cho năm này và cho 9 này. Bên cạnh đó, nếu như mà ở trên lớp các thầy cô giáo mà có mở rộng thêm cho các con một số những cái dấu hiệu khác ấy, thì đấy là các cô giáo các thầy cô giáo đã, đã 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 mong muốn là các con tiếp nhận những cái kiến thức mới đúng không vậy bây giờ thầy hỏi này dấu hiệu chết cho hai là cái gì nhỉ à, thầy xin mời ngọc diệp thì sẽ là hỗ trợ thầy xem nào dấu hiệu chết cho hai là gì nhỉ tự nhiên thầy lại không nhớ lắm à? em thưa thầy là dấu hiệu chết cho hai là những số chẵn như hai bốn sáu tám và không ạ à. à ok là gồm có các số chẵn hai bốn sáu tám và không ok ạ à. Ừ, thì cảm ơn Ngọc Diệp Thế thì như vậy là rõ ràng là Ngọc Diệp có nhớ dấu hiệu chết cho hai Tuy nhiên đấy thì trong trường hợp này nếu mà để đưa ra dấu hiệu một cách đầy đủ và chính xác thì người ta định nghĩa là dấu hiệu chết cho hai là các số mà có chữ số tận cùng là các chữ số chẵn giống như con vừa trình bày đó là số 0 này số 2 này số 4 này số 6 này và số 8 này đồng ý không ạ à? Vậy thì dựa trên cái dấu hiệu chết cho hai đấy thầy nhận diện ra được là trong trường hợp này tập hợp A của chúng ta các con nhìn này thầy đang để trên màn hình đó là tập hợp A gồm các phần tử đó là 0 2 4 6 8 10 chấm 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 Vậy thì trong trường hợp này sau dấu chấm này tức là gồm các số tự nhiên mà bắt đầu nó là 10 tăng dần thêm hai đơn vị là 12 14 16 18 như vậy thì rõ ràng các con đều nhận diện ra đây là các số chẵn có đúng không ạ Đây là các số chẵn Vậy thì để biểu diễn cái tập hợp A đang là liệt kê các phần tử ra, chúng ta có thể biểu diễn cái tập hợp A này bằng cách là sử dụng tính chất đặc trưng của tập hợp của các phần tử của tập hợp. Vậy trong trường hợp này các con quan sát nhé. Tất cả các phần tử x của chúng ta đều là số tự nhiên, chính xác rồi, bởi vì đây chính là các số tự nhiên. Bên cạnh đó thì đây là các số mà có chữ số tận cùng là chữ số chẵn, vậy nó sẽ là các số chia cho 2. Vậy thầy sẽ viết được là x chia hết cho 2 Được không các con Còn ở cái đây chúng ta còn một cái ký tự nữa Là các con nhìn này Nó là ký tự viết thẳng đứng từ trên xuống dưới Thầy đố một bạn bất kỳ xem là cái thằng cái thằng ký tự này là Là nó là biểu diễn cho thay bằng cái từ gì nhỉ Thầy thử hỏi một bạn bất kỳ xem nhá Xem xem là các con có nhớ ở trong buổi học của Sư Phụ Nghĩa Xem là Sư Phụ Nghĩa trình bày là như nào không Thầy xin mời thử bạn Phương Nguyên Phương Nguyên thử trả lời giúp thầy với là cái dấu này được định nghĩa nó là như thế nào? Nó là nó là thay bằng cái chữ chữ gì nhỉ con nhỉ? Phương yên có thể hỗ trợ thầy được không ạ? dấu đấy là dấu sao cho à ok đây là một ký tự để thay cho từ sao cho rất chính xác ạ chuẩn luôn ở đây người ta sẽ đọc như sau a à, là tập hợp bằng các phần tử x là số tự nhiên Sao cho x của chúng ta là chia hết cho hai. Ok ạ à, Thầy xin cảm ơn Phương Nguyên nhé Rất chính xác Bây giờ thầy xin mời cả lớp này Thầy sẽ viết ra một tập hợp mới Sau đó xin mời cả lớp hãy biểu diễn cái tập hợp này Bằng cách sử dụng tính chất đặc trưng hộ cho thầy ạ à. Bằng cách như sau Thầy viết tập hợp B này Bằng này Xin mời cả lớp hãy bình tĩnh quan sát nhá. Đó là 0.5.10.15 chấm phẩy 20 chấm phẩy 25. Ôi, xin mời cả lớp hãy bạn nào mạnh dạn giơ tay sau đó là hỗ trợ thầy xem là ở trong trường hợp này tập hợp B của chúng ta gồm các phần tử như thế này. Vậy có thể biểu diễn tập hợp B bằng cách sử dụng tính chất đặc trưng bằng cách nào ạ? Nào. Xin mời một bạn trong lớp giơ tay lên giúp thầy hỗ trợ thầy nào. Ai mạnh dạn ạ? Ok. Ở đây thầy thầy nhìn thấy cánh tay của bạn Thiện Minh. Thiện Minh cho thầy hỏi là con có xung phong không ạ? Con có xung phong hỗ trợ thầy không ạ? Dạ Thiện Minh ơi, tay của con là thầy đang nhìn thấy bàn tay của con thì trong trường hợp này là Thiện Minh có hỗ trợ thầy không ạ? Hay là hay là lúc nãy là con chưa kịp bỏ tay xuống. Ok. Thầy chưa nhận được đáp án của bạn Thiện Minh rồi Có thể là Có thể là mic của bạn Thiện Minh có một chút vấn đề Ok thầy xin mời bạn Khánh Hưng ạ à. Khánh Hưng có thể hỗ trợ thầy Trong trường hợp này Để biểu diễn tập hợp B này của chúng ta Thì sẽ Sẽ viết được tính chất đặc trưng như thế nào không ạ À ok Thiện Minh Bạn xác nhận là bạn có sung phong Tuy nhiên là mic của bạn Thiện Minh đang có một chút vấn đề Ok thầy cảm ơn Thiện Minh ạ à. Không sao hết nào xin mời bạn Khánh Hưng Khánh Hưng hỗ trợ thầy được không ạ à? Theo con thì để biểu diễn tính chất đặc trưng Của tập hợp B này thì chúng ta sẽ biểu diễn như thế nào ạ à? bằng Dạ vâng B trong trường hợp này thầy đang sử dụng ký hiệu tập hợp B ạ à, Dạ không Thầy cảm ơn Khánh Hưng Khánh Hưng con bình tĩnh này ở đây là chúng ta đang sử dụng dấu chấm phẩy nhé Khánh Hưng nhé Dấu chấm phẩy này tại sao lại dùng dấu chấm phẩy Thì các con nhớ cho thầy này Khi biểu diễn các phần tử nằm trong một tập hợp Nếu các phần tử là các con số Thì chúng ta sẽ phải sử dụng dấu chấm phẩy Để ngăn cách giữa các con số với nhau Tránh chúng ta nhầm lẫn Giữa trong trường hợp này 0 này, 5 này, 10 này, 15 này, 20 này, 25 này đây là các số tự nhiên tuy nhiên trong trường hợp là các con có thể có các tập hợp là các số thập phân vậy nếu như có tập hợp là các số thập phân thì rõ ràng chúng ta có thể có một hai ba bốn năm như vậy là nếu số thập phân mà chúng ta cũng dùng, dùng dấu phẩy ấy, thì các con sẽ bị nhầm lẫn sang tập hợp các số tự nhiên đúng không ạ chính vì vậy cho nên là nhớ này khi biểu diễn phần tử mà là các chữ số là các số thì các con cần phải ghi nhớ nhé bắt buộc phải sử dụng dấu chấm phẩy Đúng không ạ? Ok, rồi thầy cảm ơn Khánh Hưng à, Thầy xin mời một bạn Có thể đọc giúp cho thầy Đáp án của con trong trường hợp này Tập hợp B của chúng ta Biểu diễn theo tính chất đặc trưng là gì ạ? Nào Thầy xin mời bạn Diệu Linh ạ à. Diệu Linh có thể hỗ trợ thầy được không ạ? Dạ Diệu Linh ơi, thầy xin mời con hỗ trợ thầy ạ. À. Trong trường hợp này thầy lại chưa nhận được à, nhận được phản hồi của bạn Diệu Linh rồi, không biết là bạn Diệu Linh có nghe được tiếng của thầy không? OK, ờ, thầy cảm ơn Diệu Linh nhé. Chắc là lại có một chút vấn đề gì về mạng gì đó. OK, thầy xin mời bạn Huyền Trân ạ, à. Huyền Trân có thể À, biểu diễn cho thầy tập hợp B này Theo tính chất đặc trưng được không ạ à? <laughs> Thầy là B bằng X thuộc N Sao cho X chia hết cho 5 ạ À ok à, Huyền Trân trong trường hợp này ý kiến của bạn Huyền Trân là như sau X của chúng ta là Các số tự nhiên nên X cần phải thuộc tập N Chính xác à, Sau đó thì X của chúng ta cần phải chia hết cho 5 à, Cũng hợp lý luôn bởi vì tất cả các phần tử ở đây đều là chia cho 5 Thầy hoàn toàn nhất trí. Tuy nhiên ý, Huyền Chân cả mấy các bạn trong lớp lắng nghe này. Nếu như khi mà các con biểu diễn cái tập hợp B của chúng ta như thế này. Vậy thì thầy hỏi Huyền Chân nhá. Vậy thì cứ vật một, một số tự nhiên nào mà cứ chia cho 5 thì đều thuộc tập hợp B. Vậy thì thầy bây giờ thầy xin phép lấy số 50. Thì số 50 này có thỏa mãn cái tính chất là thuộc tập hợp B không nhỉ Huyền Chân nhỉ? Không. Nó à. có... À đấy 50 của chúng ta đúng là một số tự nhiên Cũng chia cho năm luôn Nhưng mà lại không hề là phần tử nằm trong cái tập hợp B này Như vậy trong trường hợp này Thì ý kiến của Huyền Trân là gần chính xác rồi Thiếu một chút thôi Huyền Trân có thể bổ sung thêm cho thầy được thêm nó là gì nữa không ạ? 50 Như nào ạ? Phần tử x của chúng ta ấy là bắt đầu từ con số mấy và lớn nhất là số mấy nhỉ Huyền chân nhỉ? Bắt đầu từ con số 0 và lớn nhất là số 25 mà. Dạ chính xác. Như vậy trong trường hợp này x của chúng ta ấy là cần phải thêm một chút điều kiện nữa, đó là không nhỏ hơn hoặc bằng x và nhỏ hơn hoặc bằng 25. Như thế này là trong trường hợp này đây là thầy viết rất đầy đủ. Tuy nhiên ấy các con có thể bỏ qua cái điều kiện là lớn bằng 0 Và như vậy chúng ta mặc định là X của chúng ta là số tự nhiên mà lại chia cho 5 như vậy bắt đầu có thể là số 0. Tăng dần lên lớn nhất, đó chính là kết quả là 25. Vậy chúng ta có thể bỏ cái điều kiện x lớn hơn bằng 0 này đi, vẫn đầy đủ các con nhé. Ok, như vậy đây chính là đáp án chi tiết và chính xác nhất của cái 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 tập hợp B này ạ. À. Ok chưa ạ? Rồi. Bây giờ tiếp tục uh, chúng ta rèn luyện thêm một chút nữa này. Bây giờ thầy sẽ thầy với các con nhé sẽ chuyển sang một cái bài tập à, nhỏ nữa đó là các con ghi giúp cho thầy bài số 1 cả lớp hãy ghi giúp cho thầy bắt đầu phần này thì thầy yêu cầu các con hãy viết vào trong vở giúp thầy nhé bài số 1 hôm nay ý, chúng ta học rất nhẹ nhàng lý thuyết thì thầy à, nêu ra à, ngắn gọn thôi thế còn chủ yếu là chúng ta rèn luyện bài tập thì bài tập về phần tập hợp này thầy chia sẻ một chút là bài tập về phần này không hề khó. Có thể nói nó là khá đơn giản. Đúng không? Cho nên là các con chỉ cần là để ý một chút thôi, chắc chắn là các con sẽ xử lý được nhá. Ok. Nội dung bài số 1 của chúng ta là như sau. Xin mời các con lại viết đầu bài giúp thầy này. Thầy sẽ viết đầu bài ngay bây giờ đây. Ok, bài số 1 của chúng ta. A à là tập hợp là tập hợp các số tự nhiên các số tự nhiên khác không tập hợp các số tự nhiên khác không và nhỏ hơn 7 nhỏ hơn 7 A là tập hợp các số tự nhiên khác không và nhỏ hơn 7 yêu cầu của chúng ta với nội dung đầu tiên thầy sẽ viết nó là một chấm người ta yêu cầu chúng ta là hãy viết viết tập hợp A tập hợp A bằng hai cách bằng hai cách đó là gạch đầu dòng thứ nhất cách thứ nhất đó là hãy liệt kê các phần tử liệt kê các phần tử con nhá liệt kê các phần tử này còn cách thứ hai đó là nêu tính chất đặc trưng nêu tính chất đặc trưng của các phần tử nằm trong tập hợp A nêu tính chất đặc trưng của các phần tử Ok rồi thầy xin mời các con hãy xử lý giúp cho thầy nội dung 1 của cái bài số 1 này đó là viết tập hợp A bằng hai cách thời gian để dành cho các con xử lý câu này là 2 phút bởi vì những ý này thầy tin là sẽ không thể gây khó khăn cho các con được được không nào A là tập hợp các số tự nhiên khác không. Như vậy là sẽ là bắt đầu từ con số 1. 1, 2, 3, 4. Nhỏ hơn 7. Tức là các phần tử này phải có điều kiện là bé hơn 7. Vậy thì số tự nhiên mà bé hơn 7 thì bắt đầu sẽ là số 6. Sau đó giảm dần xuống 5, xuống 4, xuống 3. Đúng không ạ? Vậy thì cái tập hợp A của chúng ta trong trường hợp ý đầu tiên là liệt kê các phần tử. À, thầy xin mời bạn Tiến Đạt hãy uh, giúp thầy liệt kê các phần tử của tập hợp A này ạ. À, Tiến đàn ơi, con con có thể à, thầy nghe được tiếng của con nó hơi nhỏ ạ. Con, con có thể đọc lại cho thầy được không ạ? OK, con cứ con cứ bình tĩnh, con cứ con cứ trình bày đi thầy đang cố gắng lắng nghe tiếng của con đây nhưng mà tiếng của con nó hơi nhỏ một chấm phẩy một chấm phẩy ạ à. rồi ạ à. hai chấm phẩy ạ à. ok ạ à. ba chấm phẩy rồi tốt rồi bốn chấm phẩy ạ à. năm chấm phẩy có ạ à. sáu chấm phẩy Dạ, còn gì nữa không ạ? À? à, như vậy trong trường hợp này là là cái mic đúng là mic của bạn Tiến Đạt hơi hơi có một chút vấn đề, phải không? Ok nhá. Thì thầy mong muốn là ở các cái buổi học của chúng ta ấy, các con hãy cố gắng là kiểm tra lại thiết bị của mình thật tốt các con nhá. Để thứ nhất là cam chúng ta phải bật được này thứ hai là trong trường hợp mà các con muốn bật mic lên ấy thì mic của chúng ta phải hoạt động tốt ngay đúng không ạ để là có thể tương tác được với thầy để các con có thể hiểu bài hơn đúng không ạ trong trường hợp này thầy cảm ơn tiến đạt nhé thì đáp án của bạn tiến đạt thì thầy đã nghe được là 1.2.3.4.5.6 sau đó là bạn có đọc là chấm phẩy nữa thì thầy không được nghe chính xác ở phía sau tuy nhiên đấy trong trường hợp này thì tiến đạt lưu ý này A là tập hợp các số tự nhiên khác không Có nghĩa là phần tử không không được liệt kê Và phải nhỏ hơn 7 Thì phần tử lớn nhất trong cái tập hợp này Đó chính là số 6 Vậy thì phần các phần tử nằm trong tập hợp A Liệt kê đó chính là 1 cho tới 6 các con nhé Đúng không ạ? Bây giờ thầy xin mời một bạn nêu tính chất đặc trưng của các phần tử giúp thầy này Thầy xin mời bạn Khánh An ạ Thầy xin mời bạn Khánh An hãy hỗ trợ thầy trong việc là nêu tính chất đặc trưng của các phần tử này ạ vâng xin mời con ạ à. à, phần tử những phần tử trong tập hợp này đều là số tự nhiên lớn hơn không và bé hơn vậy ạ à đặc trưng của các phần tử ở đây bạn là bạn an bạn đi có hỗ trợ cho thầy với các con đó là bạn nhận diện ra được là phần tử trong tập hợp A này đều là các số tự nhiên và khác không thì có thể viết là lớn hơn không và nhỏ hơn 7 Đấy, chính xác Ok thầy cảm ơn con vậy trong trường hợp này thầy xin phép là uh, giúp cho bạn An viết ra đó là tập hợp A của chúng ta như sau này vẫn gồm có đóng mở hoặc nhọn x của chúng ta là các phần tử nằm trong tập hợp A thì các phần tử này là thuộc tập hợp số tự nhiên nếu như các con viết nó là thuộc tập số tự nhiên thì chúng ta sẽ cần phải viết thêm điều kiện, đó là khác không nữa. Thế còn nếu mà các con à, tinh ý hơn một chút, thì chúng ta sẽ viết đó là x thuộc tập n sao. Đấy. Có phải là chúng ta đã thống nhất là tập hợp số tự nhiên khác không, đó là chính là tập n sao đúng không con? Vậy chúng ta sẽ dùng luôn đó là n sao. Được chưa nào? À, bên cạnh đó sao cho này, x của chúng ta nhỏ hơn 7. Đấy. Như vậy trong trường hợp này, x thuộc n sao và x nhỏ hơn 7 đây là một đáp án rất chính xác ok rồi thầy cảm ơn thầy cảm ơn bạn an nhé <laughs> ok xin mời các con có thể bổ sung vào trong vở nếu như các con thấy là cần thiết bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung ý thứ hai hai chấm của chúng ta này hai chấm của chúng ta như sau viết tập hợp tập hợp các số tự nhiên các số tự nhiên. Viết tập hợp các số tự nhiên thuộc tập hợp A thuộc tập hợp A. Và chia hết cho 3. Đấy, và chia hết cho 3. Ok, nào xin mời các con. Ý này, một phút. Bản thân là các số tự nhiên thuộc tập hợp A thì các con nhớ cho thầy này tập hợp A chính là cái đầu bài ở cái ở phần dòng trên đó là các số tự nhiên khác không và nhỏ hơn 7 vậy thì bây giờ chúng ta có thêm một cái điều kiện nữa đó là phải chia cho ba vậy thì các con hãy bình tĩnh nhìn xem các phần tử nằm trong tập hợp A ở cái phần thầy đang bôi xanh này này thì có phần tử nào là chiết cho ba thì sẽ thỏa mãn cái điều kiện trong cái câu số 2 này của chúng ta. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cùng nhận diện nhá. Tập hợp A của chúng ta là gồm có 6 phần tử 1 2 3 4 5 6. Vậy bây giờ thầy sẽ gọi cái tập hợp chúng ta đang cần tìm ấy, đó là tập hợp B là gồm các cái số tự nhiên nằm trong tập hợp A, tức là thuộc tập hợp A và chia cho 3. Thì rõ ràng ở trong này thầy thấy rằng có 2 phần tử là chia cho 3. Đó chính là phần tử 3 và phần tử 6. Vậy thì chúng ta sẽ có được tập hợp B sẽ bằng là 3.6 và đây chính là các phần tử nằm trong tập hợp B các con nhé. Được không ạ? Khá đơn giản nhỉ? Câu hỏi rất là đơn giản. Tuy nhiên ấy, thầy chia sẻ một chút này. Phần tập hợp này là có những bài tập khá phức tạp đấy các con nhé. Cũng có bài tập khá phức tạp đấy. Thì các bài tập mà phức tạp các con sẽ được học trong chắc là ở tuần thứ ba của buổi học của sư phụ nghĩa. Chắc chắn là sẽ được làm quen. Được không ạ? Đấy, thầy bật mí trước. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung bài số 2. Bài số 2 của chúng ta thì trước khi mà để bắt tay vào bài số 2 ý, thì thầy xin mời các con hãy nhắc lại lý thuyết phần này một chút. Đó là, các con nhìn này, cách biểu diễn mối quan hệ giữa các phần tử với một tập hợp và giữa tập hợp với một tập hợp. Vậy thì cái phần này ý, là các con nhớ đến cho thầy đó là người ta sẽ sử dụng một số những cái ký hiệu ở trong toán học thuộc phần tập hợp để biểu diễn hay là để mô tả mối quan hệ giữa các phần tử đối với một tập hợp thầy lấy ví dụ như sau các phần tử mà nếu nằm trong một tập hợp thì người ta sẽ sử dụng cái ký hiệu đó là thầy đang bôi xanh ký hiệu này các con có thể hiểu nó gần giống như chữ e đúng không ạ nó gần giống như chữ e tuy nhiên ý, thì nếu mà nói chính xác hơn thì đây là một cái chữ c viết hoa sau đó là có một cái gạch ở giữa cả lớp nhớ nhá nó giống như ký tự này này các con này thầy phăng phóng to nó lên một chút đó chính là chữ c viết hoa sau đó có một cái gạch ở chính giữa thì ký tự này được gọi tên là ký tự này được gọi tên nó là thuộc các con nhớ nhá là thuộc vậy thuộc có nghĩa là như thế nào khi người ta muốn mô tả một phần tử Thuộc một tập hợp... Thì người ta sẽ sử dụng cái ký hiệu này... Thầy ví dụ như sau... Tập hợp A của chúng ta... Là gồm các phần tử... Đó là... 0.2.4.8.15 Thế thì tập hợp B của chúng ta trong trường hợp này... Các cái phần tử mà có thể thuộc ở trong này... Các con quan sát này... Thầy thấy rằng là cái phần tử 2 rõ ràng là có nằm trong cái tập hợp A. Vậy chúng ta sẽ có thể ký hiệu bằng cách thức như sau. Đó là phần tử 2 của chúng ta là có thuộc A các con nhé. Có thuộc tập hợp A. Như vậy là cái ký tự này là giúp chúng ta biểu diễn mối liên hệ giữa một phần tử với một tập hợp. Được không các con? hai thuộc A thì chúng ta sẽ viết là hai ký tự này và A. Ngược lại, ý, nếu như thầy xét một cái phần tử đó là số 7 chẳng hạn. Thì các con hãy quan sát này, 7 thì không hề nằm trong cái tập hợp A của chúng ta. Vậy thì 7 người ta sẽ gọi tên là 7 không thuộc A. Vậy thì không thuộc thì sử dụng ký tự gì? Đó là ký tự giống ký tự thuộc. Tuy nhiên có một cái dấu gạch thẳng chéo từ trên xuống dưới và cái ký tự này được gọi tên nó là không thuộc các con nhé. Đây được gọi là không thuộc. Được không nào? Không thuộc. Thì ở đây rõ ràng là phần tử A của chúng ta Phần tử 7 của chúng ta Thầy xin lỗi Không hề thuộc tập hợp A Nên chúng ta sẽ viết là 7 không thuộc A Được chưa ạ? Ok Cái này dễ nhở Nó chỉ là một cái ký tự mà giúp chúng ta biểu diễn mối quan hệ Một phần tử với một tập hợp thôi Vậy chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo nhé Đó là quan hệ giữa một tập hợp với một tập hợp Thì các con hãy Viết lý thuyết này cho thầy như sau này Đây Chờ thầy một chút, thầy sẽ cho cái này sang bên này. Ok. Đối với mối quan hệ giữa một tập hợp với một tập hợp thì người ta sẽ sử dụng cái ký hiệu đó là các con nhìn này. Đó là viết một cái chữ C nhưng người ta kéo dài ra hơn so với ký hiệu tập hợp một chút. Và đây được gọi tên nó là tập con. Người ta gọi tên nó là tập con các con nhé. Vậy tập con là như thế nào? Các con hãy xem thầy uh, viết một cái ví dụ nhỏ nhỏ này. Ví dụ như sau. Tập hợp A của chúng ta vẫn lấy luôn, đó là tập hợp ở bên tay trái. Bây giờ thầy xin phép đưa ra tập hợp B của chúng ta là gồm các phần tử đó là 0, 2 chấm 8. Như vậy các con quan sát nhé. Tất cả các phần tử nằm trong tập hợp B này rõ ràng là đều nằm trong cái tập hợp A. Như vậy đến đây thì người ta có thể nói là tập hợp B là tập con của tập A và người ta sẽ ký hiệu như sau. B tập con của tập A. Đấy, người ta viết như này các con nhé. Được chưa nào? Vậy bây giờ thầy lấy tiếp một ví dụ nữa này. Tập C bằng này. 0, chấm phải 2, chấm phẩy 8, chấm phải 1. Như vậy là ở đây thầy đang cố tình thêm một phần tử nữa, nó là phần tử 1 nằm trong tập hợp C này. Thì ở đây tập C này không phải là tập con của tập A, nên chúng ta sẽ ký hiệu như sau, C này. Không phải là tập con, vậy chúng ta sẽ ký hiệu chữ C kéo dài. Sau đó có một gạch chéo từ trên xuống dưới. Và như vậy C không phải là tập con của a đúng không các con được chưa ok nhá nào bây giờ thầy xin hỏi một bạn trong lớp thầy xin mời nguyên khang nào nguyên khang hãy cho thầy biết trong trường hợp này mối quan hệ giữa tập b và tập c là như thế nào ạ xin mời nguyên khang tập hợp b và tập hợp c theo con có mối quan hệ gì không ạ Dạ Nguyên Khang ơi con có nghe thấy câu hỏi của thầy không ạ? Ok như vậy là ở trong lớp chúng ta là khá nhiều bạn bị hỏng mic Như vậy nhá các con nhớ nhá Hãy hãy cố gắng là khắc phục cho thầy cái 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 việc hỏng mic và hỏng cam này nhá Được không ạ? Thầy mong muốn là các con hãy có được một cái thiết bị học tập tốt nhất Và có được cái điều kiện học Uh, tốt để chúng ta có thể là tiếp nhận được uh, kiến thức nó một cách đầy đủ nhất, Đúng không ạ? OK. Rồi thầy cảm ơn nguyên uh, nguyên khang. Uh, thầy sẽ gọi một bạn khác về ạ. À? Dạ thầy xin mời bạn tuệ mỹ. Tuệ mỹ có thể uh, cho thầy biết là theo con ấy thì tập hợp B và tập hợp C ở đây ý, có mối quan hệ gì không ạ? À? Tuệ mỹ nhìn này, trong trường hợp này tập hợp C của chúng ta là gồm các phần tử 0, 2, 8, 1 còn tập hợp B thì lại gồm các phần tử là 0, 2 và 8 Thì theo tuệ Mỹ thì tập hợp B và tập hợp C này có mối quan hệ gì không ạ? Con đưa thầy là tập hợp B là tập con của tập hợp C ạ À dạ rất chính xác ạ à. Tất cả các phần tử của B đều nằm trong tập hợp C Nên chúng ta đi đến kết luận là rõ ràng tập hợp B của chúng ta ấy Là tập con của tập hợp C các con nhá Vậy tập con chúng ta ký hiệu vào này Đấy, Được chưa? Kéo dài nó ra nhưng mà thầy viết ở đây thầy vẽ nó hơi to một tí, thầy sẽ sửa lại. À, như này được chưa? À, đẹp chưa? Ok. Vậy đây được định nghĩa là B là tập con của tập hợp C. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái ký hiệu cuối cùng nha các con nhé. Đó là chứa. Vậy tập hợp, các con nhớ này. Nếu nói một tập hợp là tập con của một tập hợp khác. Như vậy các con có thể hiểu một cách đơn giản đó là tập hợp B của chúng ta ấy, được gọi là tập con của tập A. Như vậy thì tập A này có thể hiểu một cách đơn giản được gọi tên là tập mẹ chứa các cái phần tử nằm trong tập hợp B. Đúng không các con? Tập B này có thể được gọi là tập mẹ nhé. Tập mẹ của tập hợp B. Tuy nhiên ý, nếu mà chúng ta gọi là tập mẹ thì nghe nó không được không được nghe được không được hay lắm đúng không? Chính vì như vậy nên người ta sử dụng một cái ký hiệu cuối cùng đó là người ta sử dụng ký hiệu như sau, đó là ký hiệu viết ngược lại của tập con, các con nhìn nhá, Đấy. nó viết ngược lại hoàn toàn luôn so với tập con và cái ký hiệu này được gọi tên nó là chứa, các con nhá là chứa, chứa là gì? giống như là cái tập mẹ chứa cái tập con ấy thì người ta gọi trong trường hợp này được gọi là chứa. Như vậy nếu B mà là tập con của A thì điều này sẽ hoàn toàn tương đương Giống như Các con có thể nghĩ là Nó chính là tập A Chứa tập B Và chúng ta sẽ sử dụng ký tự như thế này Đấy. Cả lớp nhìn rõ chưa ạ Và đọc tên là A tập hợp A chứa tập hợp B Các con nhé Chúng ta sẽ viết tên như sau này Đây các con chờ thầy một chút Đây. Tập A chứa tập B. Đấy. đây chính là cái khái niệm mà sử dụng cái ký tự chứa. Các con nhớ chưa nào? Đây là chứa nhá, còn bên này được gọi là tập con. Thì chúng ta sẽ nói như sau này, B là tập con của tập A thì cũng đồng nghĩa với việc là tập A chứa tập B, được chưa các con? Ok. Rồi xin mời cả lớp hãy bổ sung nốt cái phần lý thuyết này vào trong vở là kết thúc cái buổi học, cái phần lý thuyết của buổi học ngày hôm nay. Sau đó chúng ta sẽ rèn luyện bài tập tiếp các con nhé. Rồi xin mời cả lớp ạ. À. Lý thuyết hôm nay phần này đơn giản lắm, chỉ có thế thôi ạ. À. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo này đó là luyện tập của cái phần biểu diễn mối quan hệ này nào các con bình tĩnh nha chúng ta sẽ sang luyện tập bài chúng ta sẽ chuyển sang bài số 3 với nội dung như sau Ok, xin mời cả lớp hãy uh, Các con hãy bổ sung cái đầu bài của bài số 3 này vào trong vở giúp thầy ạ. Sau đó chúng ta sẽ xử lý nó. Đầu bài bài số 3 này như sau. Tập hợp A gồm các số tự nhiên chia 3 dư 1 và không lớn hơn 32. Yêu cầu của chúng ta là hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A, được chưa các con? Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A. Chấm vậy. Sau đó biểu diễn tập hợp A theo tính chất đặc trưng. Theo tính chất đặc trưng. Ok, xin mời các con. Bài này thầy dành cho các con thời gian là 5 phút ạ. À để cho các con hãy suy nghĩ và viết ra kết quả của các con được không ạ? Tập hợp A của chúng ta gồm các số tự nhiên chia 3 dư 1 và không lớn hơn 32. Yêu cầu của chúng ta gồm có hai yêu cầu đó là hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A và biểu diễn tập hợp A này theo tính chất đặc trưng. Ở đây thì thầy có một cái hỗ trợ nho nhỏ cho các con như sau, cả lớp quan sát này ở đây chúng ta có một cái khái niệm đó là không lớn hơn 32 vậy thì không lớn hơn là như thế nào ạ không lớn hơn 32 tức là các con sẽ có thể lấy các phần tử mà có thể nhỏ hơn 32 có đúng không các con không lớn hơn tức là có thể lấy nhỏ hơn 32 bên cạnh đó thì chúng ta có thể lấy cái trường hợp đặc biệt nhất đó là bằng luôn 32 luôn Đấy. thế thì hai cái trường hợp này các con nhìn này có phải là điều thỏa mãn là không lớn hơn 32 đúng không ạ? Đúng không ạ? Như vậy là hai cái trường hợp này kết hợp lại, người ta sẽ sử dụng một cái dấu để biểu diễn cái trường hợp này, đó là dấu nhỏ hơn hoặc bằng các con nhá. Thầy xin hỏi này, ở trong lớp chúng ta các con đã đã từng nhìn thấy cái ký hiệu này được chưa? Đã nhìn thấy ký hiệu này bao giờ chưa ạ? Đây được gọi là nhỏ hơn hoặc bằng, đọc tên này, thầy đọc tên này. Nhỏ hơn hoặc bằng ạ. À? nhỏ hơn hoặc bằng các con nhá, nhỏ hơn hoặc bằng. Như vậy nhỏ hơn hoặc bằng có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta có thể lấy những giá trị nhỏ hơn 32 và cũng có thể lấy chính xác là đúng số 32 luôn. Vậy đọc tên là nhỏ hơn hoặc bằng ạ. Những bạn nào đã biết rồi thì các con hãy tiếp tục làm bài tập này cho thầy. Thế còn những ai chưa biết thì các con có thể nốt nho nhỏ cái phần này vào trong vở giúp thầy nhá. Đó là ký hiệu nhỏ hơn hoặc bằng. Nào, đã có bạn nào xử lý được thành công cả hai ý này chưa ạ? À? Ai mà xử lý được thành công hai ý này thì các con hãy giơ tay lên trên thanh chat cho thầy nhá. Hoặc là giơ tay lên trên màn hình để thầy có thể quan sát được là biết được bạn nào đã làm tốt được cái phần này rồi. Tập hợp A gồm các số tự nhiên chia cho 3 dư 1. Vậy thì bình thường là chúng ta sẽ có một cái dấu hiệu chết cho ba ấy các con còn nhớ không ạ là các số mà có tổng các chữ số phải là số chết cho ba như vậy thì nếu mà căn cứ vào cái dấu hiệu đấy thì chúng ta sẽ có được là cái số mà chia hết cho ba đầu tiên nhỏ nhất mà là số tự nhiên là số mấy nhỉ các con nhỉ là số mấy ạ Ok, thầy đã nhận được mấy cánh tay là các con đã xử lý được rồi đấy. Tốt quá. À ok thì cảm ơn Tiến Đạt. Số tự nhiên nhỏ nhất mà chia hết cho 3 là số 0. Sau đó thì chúng ta cứ cộng dần 3 đơn vị lên. Vậy thì các số mà chia hết cho 3 các con nhớ nhá. Nào, chúng ta hãy cùng ôn tập lại này. Những cái số mà chia hết cho 3 ấy nó sẽ gồm có các số như sau, đó là 0 này, 3 này, 6 này, 9 này. 12 này. 15 này. Vân vân các con nhá. Đấy, dùng dấu chấm chấm rất nhiều các số. Vậy thì đây được gọi là các số chia cho 3. Vậy thì nếu mà muốn chia 3 dư 1 ấy thì chúng ta cần lấy các số này. Các con chỉ cần cộng thêm một đơn vị vào cho thầy thôi. Để kiểm tra này, không cộng thêm 1 vào thì chính là số 1. 1 chia cho 3 có phải là dư 1 đúng không các con nhỉ? Có chính xác không ạ? Sau đó là tất cả các con số này cộng thêm 3, cộng thêm 1 đơn vị vào ta sẽ có được cái tập hợp này đó chính là 1 này, 4 này. À 7 này. À 10 này. 13 này. 16 này. À bao nhiêu nữa các con nhỉ? 19 này. 22 này, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta chỉ cần cộng thêm 3 đơn vị lần lượt vào thôi. Sau đó các con sẽ cộng đến bao giờ để tìm ra được số nhỏ hơn hoặc bằng 32 thì chúng ta sẽ dừng lại. Đúng không ạ? 22 thì chúng ta tiếp tục sẽ đến là 25. Sau đó là đến 28 chấm phẩy 31. Và thầy thấy rằng đây chính là các số tự nhiên mà đều chia cho 3 dư 1. Và không những vậy nó còn thỏa mãn cái điều kiện là không lớn hơn 32. Nào, các con hãy kiểm tra giúp thầy xem tập hợp này đã chính xác là kết quả chúng ta đang cần phải viết ra chưa ạ? Được không các con? Đây chính là tập hợp A của chúng ta. Các con hãy kiểm tra giúp thầy nhé, xem xem thầy có bị liệt kê thiếu cái phần tử nào không ạ? À? Tập hợp A của chúng ta này gồm các phần tử này. Đầu tiên là 1.4.7.10 chấm phẩy 13, chấm phẩy 16, chấm phẩy 19, chấm phẩy 22, chấm phẩy 25, chấm phẩy 28 và cuối cùng là chấm phẩy 31. Được không ạ? Bởi vì nếu chúng ta mà cộng thêm 3 đơn vị nữa vào đây thì các con sẽ được số này là số 34. Thì 34 là vi phạm mất điều kiện là lớn hơn không lớn hơn 32. Như vậy tập hợp A của chúng ta chính là tập hợp gồm các phần tử như sau, được chưa ạ? OK nhá thầy sẽ xóa phần bút đỏ đi cho các con nhìn rõ ràng hơn này Đấy. ok chưa như vậy là cái liệt kê thì đã liệt kê thành công rồi vậy bây giờ xin mời các con hãy viết cho thầy tính chất đặc trưng của thằng này đó là tập hợp a chúng ta có tính chất đặc trưng gì ai có thể hỗ trợ thầy được nào a à. <laughs> như vậy là có có bạn mạnh hùng là đang hỏi thầy là tại sao lại là một chia ba dư một mạnh hùng ơi con con có trả lời được cái câu hỏi này chưa con đã trả lời tự trả lời được câu hỏi này chưa khi mà chúng ta các con còn nhớ không ạ lấy mà một nhá mà chia cho ba chúng ta sẽ có một cái phép chia như thế này đúng không ạ một chia ba này Đây. thầy sẽ ôn tập lại cùng các con luôn Đây. một chia ba thì bởi vì một là số bé hơn ba cho nên 1 chia 3 trong trường hợp này chúng ta sẽ được kết quả là không tức là thương là không không nhân 3 lên là không như vậy số dư của chúng ta chính là một đây được gọi là số dư vậy thì rõ ràng là phép chia của một cho ba có phải là được dư một phải không ạ à, thầy hỏi lại nhá mạnh hùng ơi con đã con đã ok là tại sao lại một là chia ba dư một chưa ạ à ok số 1 là một số nhỏ hơn 3. Tuy nhiên, khi các con lấy 1 chia cho 3 thì được số dư vẫn là 1 các con nhé. Như vậy trong trường hợp này tập hợp A của chúng ta là các số tự nhiên. Vậy bắt đầu từ số bé nhất, đó là số 1. Và đến kết thúc cuối cùng là số 31. Bởi vì cần phải có thêm cái điều kiện là không lớn hơn 32. Được chưa Ok. Bây giờ thầy xin mời một bạn trong lớp. Bất kỳ nhá Hãy cho thầy biết là biểu diễn tập hợp A sử dụng tính chất đặc trưng thầy xin mời bạn là Khánh Linh ạ hãy biểu diễn giúp cho thầy tập hợp A này theo tính chất đặc trưng thầy xin mời bạn Khánh Linh ạ dạ Khánh Linh ơi con mạnh dạn chia sẻ cho thầy được không ạ Ồ, oh, mic của Khánh Linh cũng bị hỏng. <laughs> vậy bây giờ Khánh Linh cho thầy hỏi này, à, ở cái việc mà liệt kê tập hợp B ở à, tập hợp A theo cái tính chất đặc trưng ấy thì con đã xử lý thành công chưa ạ? À? Bây giờ thầy chỉ cần hỏi con là đã xử lý thành công chưa thôi. Còn à, con chỉ cần xác nhận cho thầy là rồi hay là chưa. À, ok. Như vậy bạn Khánh Linh đã thành công rồi các con ạ. À. Như vậy trong trường hợp này, các con thấy này nếu mà như vậy mic của chúng ta mà bị hỏng thì nó thực sự là có ảnh hưởng đến cái việc học đấy các con nhé hãy cố gắng khắc phục trốn cho thầy này được không ạ ok thì cảm ơn khánh linh thầy xin mời bạn quang vinh ạ quang vinh cho thầy biết là tập hợp a mà liệt kê theo tính chất đặc trưng thì ta sẽ được điều gì ạ dạ xin mời bạn quang vinh ạ ok bạn quang vinh lại cũng không thầy cũng chưa nhận được đáp án à bạn đang bật mic rồi đấy tuy nhiên là thầy lại không nghe thấy tiếng à, dạ quang vinh ơi con có uh, con có nghe thấy tiếng của thầy không ạ à như vậy bạn quang vinh không chắc là không nghe thấy mất rồi rồi không sao dạ thầy xin mời bạn anh thư ạ thầy xin mời bạn anh thư hãy cho thầy biết là con biểu diễn tập hợp a này theo tính chất đặc trưng là như thế nào ạ à? thầy xin mời bạn anh thư ạ à. ồ thế thì hình như là chắc là khả năng là máy của thầy có vấn đề ạ à? thầy hỏi các con này à máy của thầy có vấn đề không? bởi vì Ô, là thầy thầy thấy không là ạ. thầy thấy đúng mic ạ. thầy thấy thầy thấy mic của bạn của bạn anh Thư và mic của bạn 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 Khánh bạn Quang Vinh ý, đều bật lên nhưng mà thầy lại không nghe thấy tiếng à như vậy là như vậy máy của thầy không sao đúng không ạ? OK. Thế là à. các bạn không trả lời thôi ạ à không chắc là các bạn có xác nhận với thầy bằng 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 chat đấy các con ạ, tức là các bạn nói với thầy chia sẻ là em có nghe thấy ạ nhưng mà nhưng mà em không nói được, đấy, ok. rồi thì cảm ơn anh thư ạ. À. rồi, ok, không sao. vậy thì nếu mà các bạn mà nhường cái phần lập công này, ấy, không muốn lập công ấy, thì thôi. thầy xin phép và thầy sẽ lập công vậy, được không? trong trường hợp này ấy, thì biểu diễn tập hợp A của chúng ta mà sử dụng tính chất đặc trưng, thì các con hãy nhìn này. chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng luôn cái hai cái phần gạch chân của thầy ở bên trên. thứ nhất là a là gồm các số tự nhiên nhưng mà chia 3 dư 1. Vậy chúng ta sẽ sử dụng x thuộc tập n bởi vì x của chúng ta cần phải thuộc tập số tự nhiên các con nhé Sau đó thì chúng ta cần phải có thêm điều kiện đó là x này chia 3 dư 1. Các con hoàn toàn có thể viết đầy đủ như thế này vào trong tập hợp của chúng ta. Bởi vì đây là tính chất của nó mà. Nó có tính chất này thì chúng ta cứ viết thôi như này, được không ạ? Sau đó thì thêm chấm phẩy vào không được phép lớn hơn 32. Như lúc nãy thầy lý giải không lớn hơn 32 tức là có thể nhỏ hơn hoặc có thể là bằng. Vậy x của chúng ta cần phải nhỏ hơn hoặc bằng 32 các con nhé. Đúng không ạ? Đây được gọi là cách biểu diễn một tính chất đặc trưng của tập hợp A. Nhưng mà bên cạnh đấy thì chúng ta có một cách biểu diễn khác. Thầy xin mời các con hãy quan sát xem các con có hiểu được cách biểu diễn này của thầy hay không. Nào xin mời cả lớp này. A của chúng ta sẽ bằng như sau. Tập hợp gồm các phần tử K là số tự nhiên. Cả lớp nhớ nhá, K của chúng ta là số tự nhiên. Sao cho X của chúng ta được biểu diễn bằng 3K cộng 1. Nào, các con thấy này được đầy được không ạ? Sao cho K của chúng ta cần phải nhỏ hơn 11. Xin mời cả lớp hãy quan sát và thầy hỏi này bao nhiêu bạn trong lớp nhất trí với việc thầy đang viết cái tính chất đặc trưng bằng cách là viết cái tập hợp A bằng tính chất đặc trưng như thế này bao nhiêu bạn đồng ý thì cho thầy xin một cái trái tim nào Bây giờ trái tim để thay đổi đi một tí cánh tay nó ấy là nhận được rất nhiều cánh tay rồi đúng không nào ai hiểu K của chúng ta là số tự nhiên, như vậy các con nhìn này. Như vậy K bắt đầu từ con số 0. Vậy nếu K bằng 0 thì như vậy các con thay K bằng 0 ở đây, chúng ta sẽ lấy 3 x 0 cộng 1. Như vậy chúng ta sẽ được cái phần tử đầu tiên, đó chính là số 1 này. Nếu K bằng 1 thì 3 x 1 cộng với 1 chính là phần tử 4. K bằng 2 chính là phần tử 7. Như vậy K tăng dần lên để sao cho chúng ta lấy được x bằng 31. Vậy K của chúng ta chính là bằng 10 đồng ý không các con? K chính là bằng 10. Như vậy K của chúng ta cần phải nhỏ hơn 11. Vậy đây chính là một cách thức biểu diễn tính chất đặc trưng khác của tập hợp A. Được không các con? Ok không ạ? Rồi, xin mời cả lớp hãy chữa thật nhanh cái bài này vào trong vở cho thầy để chúng ta chuyển sang bài tập tiếp theo nhé <laughs> À trong 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 camera thầy đang nhìn thấy bạn Khánh An nhá. Đang uh, ngồi trên cái ghế quay của đúng không ạ? có đúng không ạ chứng tỏ là cái ghế này phải rất xịn mới quay được như thế đúng không <laughs> ok xin mời các con hãy chữa thật nhanh vào trong vở đó thầy để chúng ta chuyển sang bài số 4 nào quay thì không sao hết thầy không không có ý kiến gì tuy nhiên ý, nhớ nhá lúc đang nghe giảng thì đừng đừng quay nhớ chưa bởi vì sao khi quay đấy là các con sẽ mất tập trung sẽ khó nghe giảng còn lúc nào Tôi mà đi. chúng ta chúng ta được nghỉ ngơi ý, thì các con cứ uh, có thể uh, nghỉ ngơi có thể relax giải phóng cơ thể một chút được, hoàn toàn nhất trí. Thế cho em hỏi. Dạ vâng ạ. Ở bài tập số 3 có một cách làm đó của em không biết có đúng không ạ, để em hỏi thầy. Dạ vâng, dạ. xin mời con ạ. Ừ, x a, a bằng x thuộc n sao cho x dạ. dạ vâng ạ, con cứ đọc đi ạ. À. Thầy đang viết đây ạ. À cho x 1 chia cho à, 3, x x 1 chia cho 3. x bé hơn hoặc bằng 32 ạ. À ok. x bé hơn hoặc bằng 32. Nào, chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem ý kiến của bạn Huyền bạn Huyền Trân có phải không ạ? À? thầy thầy xin hỏi này có phải là vừa rồi Huyền chân vừa vừa bật à. mic lên. À ok, thầy cảm ơn Huyền chân ạ. À. À, vừa rồi thì bạn Huyền Trân có chia sẻ à, ý kiến của bạn với à, thầy với cả lớp là như sau à, nếu như chúng ta biểu diễn cái tập hợp A như thế này là gồm các phần tử x thuộc tập số tự nhiên sao cho x trừ 1 chia hết cho 3 và x của chúng ta cần phải chối trừ 1 là mở đóng ngoặc à, à ok T tức là con muốn thêm dấu đóng mở ngoặc ở đây như này đúng không ạ ok luôn rồi rồi ok nào bây giờ nhá bây giờ vấn đề là trong lớp thầy xin hỏi này những bạn nào nhất trí với ý kiến của bạn hiền trân bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là tương tác với nhau những bạn nào mà nhất trí với ý kiến của bạn hiền trân thì xin gửi một trái tim lên cho hiền trân thế còn những ai không đồng ý là những bạn còn lại thì các con hãy không cần phải gửi biểu tượng nào cả à, nào xem nào À. xin mời các con ạ à. những ai đồng tình và hoàn toàn nhất trí với ý kiến của bạn Hiền Trân thì hãy cho bạn Hiền Trân một trái tim thế còn ngược lại là những bạn mà cảm thấy là ý kiến của bạn Hiền Trân chưa chính xác thì các con hãy không gửi một cái biểu tượng gì hoặc có thể là gửi cái biểu tượng cánh tay xoay xuống như thế này cũng được cái này thì như thầy biết là nó là like đúng không nhỉ? đúng không <laughs> ok nào thử xem nào ok ạ à. như vậy là cũng có cũng có một số bạn đã nhất trí với ý kiến của hiền chân đấy thì thầy sẽ xin phép là xác nhận như sau nào cả lớp cùng quan sát nhé thứ nhất là x của chúng ta thuộc tập số tự nhiên và x trừ một chia cho 3 như vậy các con nhìn này có phải là tất cả các cái phần tử này nếu như các con trừ đi một thì đúng là khi trừ đi một đơn vị thì chúng ta sẽ được tất cả các số đều là chia cho 3 đúng không ạ? Chuẩn đúng không ạ? Nào, nghe tiếp này. Như vậy rõ ràng là đúng là x trừ 1 chia cho 3 thật, cái này chính xác. Sau đó là bạn bổ sung thêm điều kiện là x phải nhỏ bằng 32, đây chính là x không lớn hơn 32, chuẩn luôn. Thầy xin xác nhận nhé. Đáp án của bạn Hiền Trân là một đáp án chính xác Thế còn ở đây có một uh, Có một vài bạn có chia sẻ với thầy là Là Ý kiến này chưa chính xác là sở dĩ như sau Thì tiến đạt nghe này Nếu như trong trường hợp X bằng 1 Thì các con lấy 1 trừ 1 là bằng 0 Không ấy Người ta được định nghĩa là số này Là số cực kỳ đặc biệt Số này sẽ chia hết cho mọi Con số trừ chính nó Nào cả lớp nghe có có ok với cái câu thầy vừa kết luận đúng không ạ? Số 0 là một số cực đặc biệt, số này là số chia hết cho mọi số trừ chính nó. Tức là số 0 này sẽ chia hết cho mọi số cho 1, cho 2, cho 3, cho 4, cho 5, vân vân. Tuy nhiên ý, không được phép lấy số 0 chia cho số 0. Bởi vì trong một phép chia thì người ta đã định nghĩa là phép chia thì cần có số chia, cần phải các không. Như vậy rõ ràng là số 0 này rõ ràng là có chia cho 3 các con ạ. Như vậy là cái việc mà bạn Huyền Trân bạn ấy sử dụng cái tính chất đặc trưng như thế này là một đáp án chính xác các con nhé. Đây là một đáp án chính xác ạ. Ok, thầy xin cảm ơn Huyền Huyền Trân. Các con có thể bổ sung cái tính chất này vào. Còn nếu trong trường hợp các con thấy là không cần thiết thì thì các con có thể bỏ qua nhé. Có thể không bổ sung vào trong vở cũng được ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài số 4 này. Bài số 4. Ok, xin mời các con hãy bổ sung đầu bài vào trong vở. Và xử lý nó cho thầy. Đầu bài số 4 này của chúng ta là gồm có 3 ý ABC. Nào, bài số 4 của chúng ta đây. Xin mời các con hãy viết đầu bài cho thầy. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó. Chúng ta có 3 ý ABC tương ứng với 3 tập hợp. Nào, xin mời các con hãy xử lý bài này cho thầy ạ. À. viết tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử. Như vậy là thông qua cái cách biểu diễn tập hợp ở đây. Ví dụ thầy ví dụ cho con A này. Ở đây của chúng ta thì người ta viết là x này sao cho x là các số tự nhiên chẵn. À, số tự nhiên chẵn. Vậy chúng ta hãy nhớ đến số tự nhiên chẵn là các số mà có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6 và 8, đúng không các con? Như vậy là có rất nhiều các số tự nhiên chẵn. Tuy nhiên ý, là chúng ta còn có thêm một cái điều kiện nữa Đó chính là 5 thì phải nhỏ hơn x và nhỏ hơn hoặc bằng 12 Vậy các con hãy lưu ý đến các cái điều kiện ràng buộc thêm nhé Nhớ nhé Ok, những cái điều kiện ràng buộc thêm thầy xin phép là Chuyển thành chữ màu đỏ cho các con nhìn nó rõ ràng hơn Nào, xin mời cả lớp hãy xử lý nó cho thầy nào Các con hãy mạnh dạn lên nhé Làm sai thì thầy sẽ sửa nên đừng lo lắng. Các con phải nhớ này, khi học toán ấy, cái việc mà làm sai thầy chia sẻ luôn này, là một cái việc hết sức bình thường. Đến thầy còn làm sai rất nhiều chứ đừng nói đến các con. Cả lớp nhớ nhá. Cái việc làm sai của một cái người học toán ấy, nó là chuyện cực kỳ bình thường. Có làm sai thì các con mới biết là chúng ta cần phải làm lại. Chúng ta sẽ làm lại, làm lại, làm lại. Làm đến bao giờ không còn sai nữa thì quá trình học toán là kết thúc. Được không ạ? Nhớ đấy. <laughs> Các con có biết không? Sư Phụ Nghĩa đã từng có cái câu nói như này này. Sư Phụ Nghĩa đã từng nói này nhé. Nếu như khi mà chúng ta gặp một bài toán khó, chúng ta hãy cố gắng hết sức. Bằng mọi cách rồi mà chúng ta không xử lý được, thì chúng ta đi nhận sự trợ giúp, đi tìm sự trợ giúp của người khác. Tìm sự trợ giúp rồi mà vẫn không xử lý được, thì chúng ta bỏ qua vì bài toán đấy khó quá mà khó quá thì thầy thầy nghĩa hay là thầy hay bất kỳ một thầy cô giáo nào ấy mà khi chúng ta thấy quá khó thì chúng ta hãy bỏ qua được không nào tức là đấy là ngoài cái khả năng của chúng ta rồi chứ còn ở trong trường hợp này ấy, thì bài tập về phần tập hợp thầy tin các con sẽ xử lý tốt được chưa nào ok có ai đã xử lý thành công cái ba cái kết quả của câu abc này chưa ạ ok rồi ôi thầy nhận được rất nhiều các cái uh, bàn tay ok thầy cảm ơn các con ạ tuyệt vời dạ vâng ạ thầy cảm ơn phương và phương nguyên ạ thầy sẽ dành cho các con thêm một phút nữa nhé để các con kiểm tra lại kết quả sau đó là thầy sẽ là người viết ra các phần tử của tập hợp A, tập hợp B và tập hợp C. Sau đó thì các con hãy kiểm tra lại. Nếu như mà thầy viết thiếu thì các con phải nhắc thầy ngay, được không nào? Thầy cũng làm sai mà, chuyện làm sai là chuyện bình thường. Đây là đừng có lo lắng nhá, được chưa? Làm sai mới cần phải có sự hỗ trợ của các con chứ. <laughs> Nhưng mà trong trường hợp mà thầy mà làm sai ấy, nhớ là không được mách sư phụ nghĩa đâu nhá, nhớ chưa? Mách sư phụ nghĩa là sư phụ nghĩa là đuổi cho thầy xuống làm bảo vệ đấy Mà xuống làm bảo vệ là không còn cơ hội được gặp các con nữa à. <laughs> Nên trong trường hợp mà thầy mà chẳng may thầy tính sai này Thầy viết sai này Là các con phải nhẹ nhàng nhắc nhở thầy thôi Sau đó là giữ kín cái bí mật này được không nào Chứ không mà sư phụ nghĩa mà biết là sư phụ nghĩa cho thầy xuống làm bảo vệ là toi đấy Bảo vệ khổ lắm à. Ok Trong trường hợp này chúng ta sẽ đi vào câu đầu tiên à, ý kiến của bạn Huyền Trân nghe hợp lý nhỉ à. <laughs> Ok tập hợp A của chúng ta như sau x là gồm các số tự nhiên chẵn và phải là lớn hơn 5 và nhỏ hơn hoặc bằng 12 Vậy thì thầy sẽ liệt kê tất cả các cái số chẵn mà thỏa mãn cái điều kiện này là như sau các con nghe này số chẵn đầu tiên mà lớn hơn 5 đó chính là số 6. Sau đó chúng ta sẽ cứ cộng dần hai đơn vị lên, vậy là 6 này thành 8 này, thành 10 này, thành 12 này. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây để xem xét xem số 12 này có thật sự là thỏa mãn cái điều kiện hay không. Thì cả lớp nhớ cho thầy này, ở đây chúng ta đang viết là x nhỏ hơn hoặc bằng 12. Như vậy rõ ràng là lúc này chúng ta có cái khái niệm là nhỏ hơn hoặc bằng, tức là có thể nhỏ hơn hoặc có thể là bằng đúng 12. Như vậy rõ ràng là trong trường hợp này tập hợp A của chúng ta là gồm có 4 phần tử 6, 8, 10 và 12 Có đúng không các con? Chuẩn chưa ạ? Ok nhá Uy tín đúng không? Ok bây giờ chúng ta chuyển sang tập hợp B này Tập hợp B của chúng ta là gồm các số tự nhiên Chia hết cho 3 Và phải thỏa mãn là lớn hơn 15 và nhỏ hơn 27 Vậy chúng ta hãy lấy số 15 này Kiểm tra xem Số 15 này chỉ là một số chia hết cho 3 như vậy cần phải lấy phần tử là lớn hơn 15 mà chia cho 3 Vậy thầy sẽ thấy được rằng đó chính là số 18 Đúng không con? Đúng không ạ? Là số 18 nhá Sau đó chúng ta sẽ cộng dần 18 này lên thêm 3 đơn vị Vậy 18 là thành 21 này Cộng thêm là lên 24 này Cộng thêm là lên 27 này Đấy. Tuy nhiên ý 27 ở đây thì lại bị vi phạm cái quy định đó là cái quy tắc cái cái yêu cầu là nhỏ hơn 27 nếu như ở đây các con nhớ nhá, nếu cái dấu nhỏ hơn này mà là số nhỏ hơn hoặc bằng ấy, dấu nhỏ hơn hoặc bằng ấy thì cái việc thầy liệt kê ra phần tử 27 là chính xác. Tuy nhiên trong trường hợp này, chúng ta cần phải loại bỏ cái phần tử 27 này đi. Vì phần tử này không cái vi phạm cái điều kiện là nhỏ hơn 27, được chưa con? Vậy thì B của chúng ta gồm các phần tử đó là 18 này, 21 này và 24, được không ạ? Nào, chúng ta chuyển sang ý C này. C là các số tự nhiên lẻ và phải thỏa mãn là lớn hơn hoặc bằng 9 và nhỏ hơn 20. Vậy phần tử đầu tiên mà chúng ta cần phải liệt kê trong trường hợp này chính là số 9 các con nhé. 9.11, chấm 13, chấm 15, chấm 17, chấm 19. Vì 19 là số lẻ và nhỏ hơn 20. Còn nếu chúng ta cộng thêm hai đơn vị là 21 thì lại không thỏa mãn điều kiện x nhỏ hơn 20. Vậy đây chính là tập hợp C của chúng ta. Được chưa các con? Rồi xin mời cả lớp xác nhận lại kết quả. Nào, ok chưa nào? Rồi, cả lớp ơi các con chữa vào trong vở giúp thầy nhé. để sau đó chúng ta sẽ chuyển sang nội dung bài số 5. Dạ thầy chuyển bài số 5 được chưa ạ? À, ok ok. Còn một số bạn chưa chưa bổ sung xong, xin mời các con ạ. À. Ok ạ, à, thầy cảm ơn các con. Sẽ thêm một chút thời gian để cho các bạn hoàn thiện nốt nhé. Coi như là chúng ta đang nghỉ giải lao được không? Ok. thầy xin hỏi cả lớp này các con có muốn ra chơi không tức là bản thân các con là ở buổi học hôm nay ý, thì thầy xin phép là buổi học nay chúng ta đã qua cái giờ nghỉ giải lao giữa giờ, giờ, giờ rồi thì chúng ta hôm nay sẽ không nghỉ giải lao các con nhé ừ. thì, thì từ buổi sau nào thầy hỏi một chút là là các con có mong muốn là là chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút ở giữa giờ không hay là không cần à? có thầy ạ có ạ ok <laughs> sao giống thầy thế nhỉ ngày xưa ấy thầy thì thầy 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 cô giáo hỏi là thế thì có nghỉ giải lao không nếu có thì trả lời là có còn nếu không ấy thì cũng trả lời là có thế nên là <laughs> đa phần là cả lớp đều trả lời là có hết chẳng có ai trả lời là không cả dạ xem cái bảng ở đằng sau ấy ạ à? à, cái bảng đằng sau ạ à? dạ đây ạ à. cái bảng đằng sau này thì có gì đâu ạ à? đây là một cái đây ạ. <laughs> Đây là một cái kiến thức mà ở lớp trên các con ạ, cái kiến thức ở cái bảng ở phía đằng sau của thầy ấy là một kiến thức ở lớp 8. Đây là một kiến thức ở lớp 8. Thì thầy 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 có à. <laughs> Cái kiến thức ở cái phía bảng ở đằng sau thầy là kiến thức của lớp 8 của các anh chị lớp 8 có ôn tập thêm đúng không ạ? Có ôn tập thêm cái phần đấy. <laughs> ok nhá. Rồi. Vậy thì chúng ta chốt lại này. Buổi học sau chúng ta sẽ có thời gian nghỉ giữa giờ, được chưa ạ? À, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của bài số 5. À, xin mời các con. <laughs> xin mời cả lớp hãy xử lý nó cho thầy. Bài số 5 yêu cầu của đầu bài như sau. Hãy biểu diễn các tập hợp sau bằng cách sử dụng tính chất đặc trưng. À, bài của chúng ta là gồm có 3 ý, ý A, ý B và ý C. Rồi, xin mời cả lớp nào. Đây sẽ là bài à, tốt nghiệp của chúng ta ở buổi học ngày hôm nay, được không ạ? Chúng ta sẽ xử lý nốt bài này rồi chúng ta sẽ nghỉ ngơi nhá, được không ạ? Rồi, xin mời các con viết tập hợp các số tự nhiên câu A này chia hết cho 7 mà không lớn hơn 41 và không nhỏ hơn 12. À, như vậy ở đây thì thầy nghĩ là cái việc chia cho 7 thì không gây khó khăn được cho các con. Tuy nhiên cái gây khó khăn thì có thể là ở cái chỗ này. Không lớn hơn 41 và không nhỏ hơn 12. Vậy thì thầy sẽ hỗ trợ bằng cách như sau. Không lớn hơn 41 tức là như nào các con nhỉ? tức là phải nhỏ hơn hoặc có thể là bằng 41. Như vậy điều này có nghĩa đồng nghĩa là sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 41 các con nhá. Đấy, nhỏ hơn hoặc bằng 41. Thế còn không nhỏ hơn 12 tức là gì? Tức là nó có thể bằng 12 và có thể lớn hơn 12. Như vậy điều này sẽ dẫn tới chúng ta sẽ có được là lớn hơn hoặc bằng 12. Được chưa các con? Vậy đây chính là hai điều kiện thầy hỗ trợ cho các bạn rồi xin mời cả lớp hãy uh, hoàn thành bài này sau đó là chúng ta sẽ uh, quay trở lại với uh, bố mẹ của chúng ta đúng không? quay trở về với gia đình của chúng ta trời <laughs> ơi bài này là bài thầy nghĩa giao trên nhóm bài này là thầy nghĩa giao trên nhóm ý ạ thầy nghĩa giao rồi ạ không biết được mà em vừa hỏi đây là bài thì nghĩa giao trên nhóm rồi đúng không? À thế à, thầy xin hỏi này là sư phụ nghĩa đã giao cho các con bài tập về nhà chưa hay là hay đây chỉ là bài tập nằm ở trên buổi học của sư phụ nghĩa thôi ạ? À? Ừ. Các con chia sẻ cho thầy một chút nhé, bởi vì như thế này, các con phải hiểu này là cái buổi học hôm trước của sư phụ nghĩa dạy các con ở buổi học uh, offline ấy là cái buổi đấy thầy không được tham gia thầy cũng không biết được là sư phụ nghĩa đã cho các con bài tập như thế nào đúng không ạ cho nên là thầy muốn hỏi là các cái bài này cái bài số 5 này này các con đã được làm chưa nếu như các con đã làm rồi ở trong buổi học của sư phụ nghĩa thì thầy xin phép đổi đầu bài được không ạ chưa làm thầy ơi chưa dạ thế ạ à? thế chưa thì tại làm sao tại sao lại có bạn nào lại chia sẻ với thầy là sư phụ nghĩa đã giao rồi nhỉ thầy Hay. nghĩa chưa giao thầy ạ à thế ạ à? dạ vâng ạ à. rồi thế tốt quá còn nếu trong trường hợp mà sưng nghĩa đã giao thì thầy xin phép đổi đầu bài ngay thầy nhiều đầu bài lắm được chưa ạ à, xử lý nốt đi để chúng ta còn quay trở về với bố mẹ của chúng ta nào thầy thì quay trở về với gia đình của thầy à. ở nội dung câu A ấy, các con cần phải kiểm tra giúp thầy xem những uh, Dạ vâng ok. Ok, từ từ thầy sẽ 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 ấy tiếp. Dạ uh, anh Thư ơi, con con hỏi gì thầy ạ? À? Xin mời con ạ. À? Con cứ mạnh dạn uh, đặt ra câu hỏi đi ạ. À. Anh Thư ơi con có câu hỏi gì không ạ? Con cứ con cứ hỏi thầy đi ạ. Hỏi thoải mái nhá. Bất cứ bạn nào trong lớp các con uh, có một phần nào không hiểu này hoặc là a à, chiết cho 7 là như nào À ok. <laughs> ở trong trường hợp này cả lớp nghe này. Chúng ta không có dấu hiệu chiết cho 7, đúng không ạ? Chúng ta chưa được học. Vậy thì uh, làm thế nào để xử lý được cái bài này? Vậy thì chúng ta hãy nghe nhé. Bản thân ở đây các con nhớ cho thầy này là các số tự nhiên nhưng mà cần phải chia hết cho 7. Ngoài ra số tự nhiên này thầy gọi nó là x chẳng hạn này. Cần phải thêm điều kiện là nhỏ hơn hoặc bằng 41 và lớn hơn hoặc bằng 12. Đấy. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta có thể xử lý một cách đơn giản, đó là các con hãy đi lấy xem kiểm tra xem bắt đầu từ con số 12 này thì số nào là các số chia cho 7 thầy sẽ nhầm ra được cái số mà gần số 12 nhất chia cho 7 chính là số 14 có đúng không ạ có chính xác không ạ là số 14 các con nhé như vậy là cái tập hợp của chúng ta ở trong trường hợp này sẽ liệt kê được cái số đầu tiên chính là số 14 đồng ý không ạ là số 14 sau đó chúng ta sẽ chỉ cần cộng thêm 7 đơn vị vào nữa thôi vì sao 14 mà chia hết cho 7 thì khi các con cộng thêm 7 đơn vị vào thì chúng ta sẽ được số 21 21 này cũng là một số chia hết cho 7 các con ạ à. đồng ý không ạ à? sau đó tiếp tục cộng thêm 7 đơn vị nữa thầy sẽ được số 28 cộng thêm 7 đơn vị vào nữa đó là số 35 Đấy. nếu cộng thêm 7 đơn vị vào nữa thì được số 42 nhưng số 42 này vi phạm cái yêu cầu là nhỏ hơn hoặc bằng 41 vậy đây chính là các phần tử của tập hợp mà chúng ta đang cần phải liệt kê ra tuy nhiên ý, các con nhớ này ở đây yêu cầu của bài toán là sử dụng tính chất đặc trưng cơ mà như vậy các con có cần phải liệt kê không nhở không cần phải liệt kê đúng không ạ vậy thì đối với câu a này các con có thể viết tính chất đặc trưng của tập hợp a đó là như sau cả lớp quan sát nhá a của chúng ta gồm các phần tử là các số tự nhiên x thuộc tập N sao cho x của chúng ta phải chia hết cho 7. À, thế chia cho 7 này thì có phải chính là các số chia cho 7 đúng không các con? Chuẩn đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta bổ sung thêm một cái điều kiện nữa đó là không lớn hơn 41 và không nhỏ hơn 12 là sẽ là đầy đủ. Vậy ta có 12 nhỏ hơn hoặc bằng x và nhỏ hơn hoặc bằng 41 được chưa các con? Và đây chính là biểu diễn tính chất đặc trưng của các phần tử thỏa mãn cái điều kiện của bài toán ở câu A. Cả lớp có ok không ạ? À? Có bạn nào phản đối không ạ? À? No no no. no, no. no, no, no. <laughs> ok ạ. À? Thầy ơi, câu B và câu C ghi hết số rồi thầy. À, câu B ạ, à? dạ không. Câu B này người ta đang bảo là chúng ta sử dụng tính chất đặc trưng mà con. Sử dụng tính chất đặc trưng có nghĩa là gì? Là các con cần phải phát hiện ra được cái tính chất đặc trưng của các phần tử nằm trong cái tập hợp này. Sau đó chúng ta sẽ khái quát lên bằng cách là viết ra cái tập hợp này gồm có các tính chất đặc trưng là gì. Được không ạ? Cho nên là không cần phải viết hết đầy đủ ra các con nhé. Ở ý B này các con có nhận diện ra được tính chất đặc trưng của các phần tử này là gì không ạ? chia cho 4. À, có bạn hỗ trợ thầy là chia cho 4. Nghe vẻ hợp lý đấy. Có chia cho 4 luôn. Bởi vì 4 này, 8 này, 12 này, 16 này. Thầy thấy rằng là 4 là một số chia cho 4 các con nhá. 4 là một số chia cho 4. Sau đó là các số liền sau là cứ cộng thêm 4 đơn vị vào. Như vậy là nếu một số mà chia cho 4 cộng thêm 4 đơn vị vào thì các số phía sau đều chia cho 4. Ngoài ra ấy, thầy hỏi này, ở cấp 1 ấy các con có được thầy cô giáo hỗ trợ là dấu hiệu chia cho 4 không? Có bạn nào trong lớp đã biết được dấu hiệu chia cho 4 chưa ạ? Có bạn nào không ạ? Có ai biết được dấu hiệu chia cho 4 không? Chia sẻ cho thầy với các bạn con trong lớp biết nào? À, có bạn Khánh Linh biết. <laughs> như vậy là bạn Khánh Linh học trước chương, chương trình nhá. <laughs> dấu hiệu chia cho 4 như sau Cả lớp nghe này Bạn nào chưa biết thì có thể nghe thêm để mở mang kiến thức. Một số mà muốn chia hết cho bốn, nghe nhá, thì số đó phải có hai chữ số tận cùng là một số chia hết cho bốn. Được chưa các con? Thầy nói lại. dấu hiệu chia hết cho bốn là số có hai chữ số tận cùng là một số chia hết cho bốn. Thầy ví dụ như sau, cả lớp nhìn này. Trong trường hợp này số 204 các con có thấy là chữ số tận cùng của nó, hai chữ số tận cùng chính là số 04. Vậy thầy thấy rằng 04 là chia cho 4 nên thầy kết luận số này là một số chia cho 4. Các con nhớ nhá, là một số chia cho 4. Bây giờ chúng ta kiểm tra với một số to hơn. Ví dụ như số à 768. Nào. Xin mời cả lớp xác nhận giúp thầy xem số này là số chia cho 4 hay không. Bằng cách hãy sử dụng kiểm tra xem Hai chữ số tận cùng của số này. Hai chữ số tận cùng của số này đó là số 68. Thầy thấy rằng là 68 mà khi chia cho 4 ấy thì được kết quả là bằng 17. Như vậy đây là một phép chia hết. Vậy đồng nghĩa với việc số 768 chắc chắn là chia cho 4, được chưa cả lớp? Uy tín chưa? Nhớ nhá, mở mang thêm một chút kiến thức. Đừng nói là chúng ta học trước nhá, đây là đọc ở trên mạng ấy. đấy. thầy đọc được trên mạng ấy. <laughs> Được chưa nào? Rồi ok, vậy thì bây giờ các con xem này. Như vậy là các phần tử nằm trong tập hợp B của chúng ta ấy là các số tự nhiên và đều chia hết cho 4. Và cái ràng buộc ở đây là gì? Là x của chúng ta ấy cần phải lớn hơn hoặc bằng 4 và nhỏ hơn hoặc bằng 204. Vậy thầy xin phép viết tính chất đặc trưng của chúng ta đối với cái tập hợp B này như sau x là các số tự nhiên. x thuộc n. Sao cho x của chúng ta chia hết cho 4. Và x của chúng ta cần phải thêm một cái điều kiện ràng buộc nữa đó là 4 nhỏ hơn hoặc bằng x và nhỏ hơn hoặc bằng 204. Được chưa các con? Và đây chính là tính chất tập trưng của chúng ta. <laughs> Bây giờ thầy xin phép mở rộng một cái tính chất đặc trưng nữa Đó là B của chúng ta bằng như sau này Thầy xin phép viết ra Sau đó là những lỡ, những bạn nào trong lớp chúng ta là Các con nhận thấy là cái này là các con hiểu được Thì xin mời các con hãy cho thầy xin một trái tim nhé Để xác nhận xem là cái kiến thức của các con nhận diện được Có thật sự tốt hay không X của chúng, K của chúng ta Là tập số tự nhiên sao cho k x của chúng ta được biểu diễn dưới dạng là x bằng 4k được không ạ? À chúng ta sẽ cố gắng nốt cái câu c này thôi là chúng ta sẽ nghỉ các con nhá. Chúng ta sẽ chỉ còn là còn lại câu câu ic c này thôi là chúng ta sẽ nghỉ thôi ạ. Các con cố gắng lên thêm một vài phút nữa nhé. K thuộc tập số tự nhiên. Sao cho x biểu diễn bằng 4k và k của chúng ta ấy là lớn hơn hoặc bằng 1. Lớn hơn hoặc bằng 1. Và nhỏ hơn hoặc bằng 51. Đấy. Xin mời cả lớp xác nhận cho thầy xem. Thầy biểu diễn cái tập hợp như thế này. Bao nhiêu bạn cảm thấy là ok? Được không ạ? K là số tự nhiên. Như vậy K bắt đầu từ con số 0. Tuy nhiên ý, thầy đã có rằng buộc thêm là K phải lớn bằng 1. Như vậy K bắt đầu từ con số 1. X bằng 4K như vậy là X chắc chắn phải là một số chia cho 4. Vậy X bằng 4K hoàn toàn tương đương với cái dấu hiệu X chia cho 4 ở trên. Vậy K của chúng ta cần phải lớn bằng 1 và nhỏ hơn 51 là bởi vì khi lấy K bằng 51 các con nhân 4 lên chúng ta sẽ được kết quả là 204 các con nhé. Như vậy là tương đương với điều kiện của K phải là nhỏ hơn là bằng 51 được chưa nào? Ok chưa ạ? Rồi, thầy xin cảm ơn Mạnh Hùng ạ. À. Ok, thầy cảm ơn con. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nốt cái ý cuối cùng này, là ý C này. Ở đây các phần tử nằm trong tổng hợp C này, thầy nhận diện như sau. Đây là các số chia cho 3, dư 1. Cả lớp kiểm tra giúp thầy xem có phải các phần tử này là các số đều chia cho 3 và dư 1 hay không ạ? À? Chính xác không ạ? Vậy thì tính chất đặc trưng của chúng ta trong trường hợp này là các phần tử là các số tự nhiên đều chia cho 3 dư 1 và bắt đầu từ con số 4 và tới 304, được không ạ? Vậy C của chúng ta sẽ được biểu diễn bằng tính chất đặc trưng như sau. X này. X thuộc tập hợp số tự nhiên, tức là X thuộc N sao cho X chia 3 dư 1 thầy xin phép biểu diễn chia 3 dư 1 tức là bằng 3k cộng với 1. Được không nào? Với k của chúng ta cũng là số tự nhiên. k cũng là số tự nhiên, tức là k thuộc tập N. k thuộc tập số tự nhiên, tức là k thuộc tập N. Tuy nhiên thầy sẽ giới hạn k của chúng ta phải là thuộc tập N sao? Bởi vì k sẽ lấy giá trị bắt đầu từ con số 1. Và giới hạn của k cần phải nhỏ hơn hoặc bằng Xin mời các con điền giúp cho thầy xem Trong trường hợp này K của chúng ta sẽ nhỏ hơn hoặc bằng bao nhiêu Nào xin mời cả lớp nào Cả lớp hãy đánh lên thanh chat cho thầy K cần phải nhỏ hơn bằng bao nhiêu Xin mời cả lớp Thầy yêu cầu tất cả lớp đánh lên thanh chat nhé Theo các con K cần phải nhỏ hơn hoặc bằng bao nhiêu nào Ok, thầy cảm ơn Thiện Minh, thầy cảm ơn Ngọc Toàn. Tuy nhiên trong trường hợp này đáp án của các con chưa chính xác, các con kiểm tra lại giúp thầy nào. Xin mời cả lớp. K của chúng ta cần phải nhỏ hơn hoặc bằng bao nhiêu? Ok, thầy cảm ơn Huyền Trân. Thầy cảm ơn Huy Anh. Đã có những đáp án rất chính xác rồi. Ở trong trường hợp này cả lớp lưu ý này. X của chúng ta là phần tử lớn nhất là 304. Vậy các con cần phải giới hạn k là bằng lấy 304 này chúng ta bớt đi một đơn vị sau đó chia cho 3. Vậy thì k trong trường hợp này cần phải nhỏ hơn hoặc bằng 101 các con nhé. Được không ạ? Nhỏ hơn hoặc bằng 101. Là bởi vì nếu k mà nhận giá trị lớn nhất là bằng 101 thì 3 nhân với k tức là 3 nhân với 101 thì bằng 303 cộng thêm với 1 chính là số 304 của chúng ta. Được không ạ? Vậy đây chính là cách biểu diễn tính chất đặc trưng của các phần tử nằm trong tập hợp C. Được không các con? Ở đây thì các con có thể bỏ qua luôn cái x thuộc à, N cũng được. Là bởi vì sao các con có biết không? Là bởi vì x mà biểu diễn bằng 3K cộng 1 ấy, thì K mà thuộc tập N sao thì x của chúng ta phải là các số tự nhiên. Vậy đây chính là chính xác rồi. Được không ạ? Rồi, ờ, xin mời các con chữa cái bài này cẩn thận vào trong vở. Sau đó chúng ta thoải mái thoát ra khỏi phòng học nhá. Được chưa? Ok chưa ạ? Rồi. À, thầy xin cảm ơn tất cả các con đã cùng thầy à, lắng nghe thầy à, trong suốt gần 2 tiếng vừa rồi, được không ạ? Ok nhá, thầy xin cảm ơn tất cả các con. Thầy à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào buổi học của tuần tiếp theo. Bye bye ạ. À. Bye bye và hẹn gặp bye lại thầy. các con. Bye, bye em chào thầy dạ vâng ạ thầy xin chào tạm biệt tất cả các con ạ <laughs> dạ thầy chào khánh linh thầy chào minh đức thầy chào à... ok rồi thầy chào khánh hưng thầy chào thiện minh ạ thầy chào nguyên khang tạm biệt tất cả các con ok thầy chào đức huy nhá thầy chào tạm biệt tất cả các con thầy xin phép là uh, dừng phòng học của chúng ta tại đây tạm biệt tất cả các con hẹn gặp lại các con